Thời điểm nào là mình đau nhất, cái mùa nào hoặc là ban ngày Có ban đêm như thế nào ta? cả ngày cả đêm suốt năm một năm được đau mà. Đau liên tục vậy? Đau liên tục vậy, cứ có tiền mua thuốc cũng có tiền thôi, cứ nhìn cứ rên đau rên thôi. Có tiền thì mua thuốc để giảm đau á các bạn. Mà nếu không có tiền thì thôi, cũng nằm ở nhà ráng chịu. Bốn chào tất cả mọi người nha. Thì hôm trước á, mình có nhận được một thông tin á, và mình có đi chung với một cái anh tên Dũng là hội từ thiện Minh Tâm, có tới để khảo sát cái gia đình của anh Siêu Candy đó. Thì ảnh bị chấn thương lao động và bây giờ thì bị dập sống lưng và bị dập tủy, chấn thương sống lưng và dập tủy đó. Thì bây giờ mình đi lại, mình quay để mình đăng clip lên, cũng mong các thường quân ở các nơi xem được cái video này và cũng hỗ trợ phần nào để cho gia đình anh chị vượt qua cái khó khăn trước mắt cũng như cái thời buổi Covid bây giờ. Rồi, mời các bạn cùng theo chân mình nha. Rồi, em chào anh chị ạ. Thì bữa trước á, em cũng có đi qua khảo sát rồi. Thì bây giờ em muốn quay clip lại á, để em đưa lên mạng á. Rồi ở các mạnh thường quân ở các nơi á, họ xem được á, họ cảm thấy cái hoàn cảnh của mình nó đáng thương hay là nó khó khăn á, thì họ họ có thể giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ cho mình. Đó. Thì bây giờ cho em hỏi chi tiết cái bệnh tình của anh là như thế nào á. Thì nguyên nhân vì đâu mà anh bị á ta? Tai nạn lao động, Là anh làm cái gì ta? bị làm thuê, Anh cứ nằm cái đầu xuống đi, em đưa cái xuống được. đi làm thuê trèo cây á, bị chặt cành rồi sẽ nó bị cây nó đổ đổ vào người thì ngã xuống đập vào lưng, người tay liệt hết, không cứ động được. Là có nghĩa là mình đi làm thuê cho người ta xong rồi cưa cây rồi đó. Xong rồi cái mình bị té xuống, xong rồi cái cây đó, cái ngọn đó nó đập xuống lưng mình luôn. Dạ, tự tế nó đập rớt, nó khoảng 5 mét nó rớt đập vào lưng Chù. rồi. 5 dạ mét rớt xuống luôn á. dạ 5 mét. 5 mét là tương đương khoảng với tầng 2, tầng 3, tầng 3 đó các bạn. Tầng 3 của nhà rớt xuống á. Một nhà thì cái tầng thứ nhất là khoảng 4 mét, tầng thứ hai khoảng 3 4 mét gì nữa nữa. Thì rớt xuống là khoảng từ tầng 2 rớt xuống á. Mà cái cây nó đập lên lưng nữa. Không, cây không có đập lưng, cây nó đứng rồi xe cẩu nó giữ giữ cây, do người ta Nghĩa là mình tuột tay mình rớt tuột xuống. tay rớt xuống, vì Ồ. cây nó lắc, cây nó lắc á, Dạ. mình rớt xuống rồi đập vào lưng, người thì không có động hết, chỉ khóc. Dạ. Rồi, anh bị cái đó là lâu chưa? Một năm, Một năm. bây giờ hồi tháng 8 Một năm năm ngoái. rồi. Thì từ cái hồi mà anh bị đó tới bây giờ là anh chữa trị là đi bệnh viện bao nhiêu lần và như thế nào? Đi 21 không trị được rồi xuống chợ rẫy không đi trị được ở Bệnh chợ viện rẫy. 211 á Dạ hả? rồi xuống chợ rẫy, chợ 21 giới thiệu chợ rẫy ở đó 1 tuần rồi bệnh viện đuổi về rồi nằm ở nhà Sao lại rồi. đuổi về? Dạ, Không trị trị được. không được. À, ý là người ta cho về thôi chứ không phải Dạ là đuổi về đâu. Mà nói đuổi về những người ở bệnh viện Chợ Rẫy họ 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 lại nói nữa. Cái này á là không phải là kiểu như họ họ cảm thấy là họ không chữa trị được nữa thì họ họ sẽ cho mình về. Đó, chứ tại vì nếu mà mình nằm miết đấy thì chi phí mình chịu cũng không nổi, mà nó không có hiệu quả thì bác sĩ cho về thôi. Đó. Rồi là anh đi hai hai bệnh viện đó rồi. Yeah. À. Rồi xuống ở đây rồi đau nhất là lên Kon Tum rồi chị bị loét, Bị loét à? loét sau lưng khung cột. À, loét cái đấy là do sao ta? Do nằm À, nằm ấy có nghĩa là anh tên là Siêu Candy đúng không? À, anh tên là Siêu Siêu hay là Y Siêu ta? siêu cần đi. À, thì anh Siêu anh bị một năm rồi á, thì
anh bị liệt hết người, anh chỉ có nằm thôi, thì anh nằm nhiều quá thì nó bị loét ở phía sau phần sau lưng đó các bạn, nên là phải đi lên bệnh viện của con tâm mình chữa trị nha. Thì Trên viện đó xong đau rồi bệnh viện cho về về đau qua khám thì đau thì qua đó thay xong tiểu cứ một tuần một lần có ngày có tiền xe thì chơi nằm nữa. Ở nhà Là có chi tiền phí một nữa lần mình đi đó là khoảng bao nhiêu anh? 140, 150 tiền đi tiền về Đó là tiền xe, tiền anh nói tiền xe xe, còn cái tiền chữa khám chữa bệnh rồi sao? rồi mình có bảo hiểm mình đỡ À, có nghĩa là có bảo hiểm nên là nó cũng đỡ, còn còn chủ yếu là tiền xe đi lại thôi. Đó, tiền xe đi lại anh uống. Mà bây giờ anh nằm như thế này á thì chị phải ở nhà chăm thôi, chứ bây giờ có làm đâu có đi lại rồi ăn uống đồ gì được đâu, đúng không? Không, đau nói chung là mình không có tự làm gì được hết, chỉ nằm đó nằm trên này thôi. đau lưng rồi cho nó kêu giờ giờ lực bên trái xong lực bên phải không có Đấy động là được lật qua lật lại để cho nó đỡ mỏi đỡ đau á. để đau sợ nó lỡ thêm sau lưng À, đúng rồi, nữa. Sợ mình lỡ thêm nằm nhiều quá cái nó lỡ lấy ở phía sau đó. có khi ngày Mà đau thì khóc đau hết cả ngày cả đêm đau cả suốt năm con tháng suốt năm đau miết vậy. đau miết kêu rên miết không có ngày nào mà lành ngủ yên được. Mà cái này á là nó bị hết cái phần chân thôi hay là còn Cả cả người luôn, là từ cổ ra xuống là gần như không hoạt động gì được luôn à. Thì mình cũng có đi khảo sát trước á mọi người, thì anh nói là hồi trước á, là tay tay anh không hoạt động được luôn, nhưng mà cũng có cái bài thuốc dân gian á là đắp cái lá lá gì hồi nãy anh nói lá thơ dầu lá thầu dầu à, là đắp cái lá thầu dầu á, thì bây giờ tay ảnh hoạt động sơ sơ lại được rồi, nói chung là cũng cũng có hoạt động lên xuống được, đúng không anh? Anh thử hoạt động cái tay à, cỡ cỡ vậy thôi. Ủa mà ngón tay anh là đeo cái gì vậy ta? không có đây này em băng nó cong nó rút nó cong như này em băng Ý là nó nó ngày trước co nó cong lại như thế này, xong rồi cái bây giờ cái mình cứ nẹp mình nẹp kéo kéo dần ra để cho nó thẳng ra. sợ nó co sợ nó co nó nẹp lại. Nhưng mà ví dụ như cái thời điểm nào là mình đau nhất, cái mùa nào hoặc là ban ngày ban đêm như thế nào ta? Cả ngày cả đêm suốt năm một năm được đau mà Đau liên tục vậy đau liên tục vậy à. cứ có tiền mua thuốc cũng có tiền thôi cứ nhịn cứ rên đau rên rồi Có tiền thì mua thuốc để giảm đau á các bạn, mà nếu không có tiền thì tôi cũng nằm ở nhà ráng chịu. Rồi đau nhà anh là có vườn có được gì đồ gì không, không vườn rẫy đồ ruộng đồ gì không? không có Không có. Là hồi trước anh đang còn khỏe thì anh chị đi làm thuê làm mướn cho người ta, mà bây giờ anh bị tai nạn xuống như thế này thì chỉ có nằm ở nhà thôi, mà chị thì cũng ở nhà đây thôi, chứ giờ giờ đâu đi làm được gì đâu, nhà thì chăm ở nhà chăm con rồi vậy thôi, chứ giờ đâu có đi làm được đâu. Anh nằm chỗ vậy rồi mấy con, anh có mấy đứa con ta? hai đứa Hai đứa con, đứa bé gái đứa bé trai một gái một trai. Là đứa đầu là bao nhiêu tuổi ta? được đầu 8 tuổi năm nay Đứa học đầu 8 tuổi. 8 tuổi thì cũng chưa biết nấu ăn nấu uống đồ các thứ hả? chưa Ừ, giờ mẹ ở nhà rồi thu nhập là tiền bạc ở đâu mà để chữa bệnh thuốc thang với lại ăn uống ta? nhà hàng xóm đóng góp con người ít đồng cho mua thuốc mua bánh rồi gì nhá đâu có tiền đâu Nhờ chòm xóm giúp đỡ với lại phường đồ hay là các mạnh thường quân ở các nơi, ai giúp đỡ được thì mình ăn được ít nhiều gì đó thôi, đúng không? Mà bây giờ anh cho anh quay cái lưng á, cho em xem cái lưng anh quay thử nha. Cái này là cái vết khâu á. Thôi, chị không cần mở đâu, không cần mở đâu. Cái này là vết khâu.
Nó là nó liệt hết cái hai chân này luôn hả? Rồi, thôi được rồi. Là hàng này là phải thông tiểu như thế này các bạn. Thông tiểu này chứ không có tự đi lại đâu được thì phải thông tiểu. Còn em nhỏ này là 2 tuổi hả? À. Mà tuổi nó nằm viện luôn. Nó cũng bị nằm viện. Ý là hồi à, từ từ cái hồi mà nó 1 tuổi là anh bị tới bây giờ luôn á. Để nó miệng nó chăm thôi. Dạ. Còn vợ chồng thì suốt ở bệnh viện đâu có về đâu. Dạ. Còn mỗi cần đứa năm ở bệnh viện. Sau đó không có tiền trị trị rồi. Về nhà có tiền ăn uống, về nhà nằm. Cứ là nằm. Cái bệnh của anh á là bác sĩ nói cái tên nó là bị cái gì ta? Dạ, bị chấn thương cuộc sống, dập tủy. Chấn thương cột sống với dập tủy. Dạ. Dạ. Cái bệnh này nó dễ bị liệt lắm. Là nó liệt luôn. Thì bác sĩ cũng phải có những cái bài tập vật lý trị liệu cho mình chứ đúng không? Đó. Từ nhà tôi về nhà tôi cho vợ nó bóp gì. Dạ. Để cho máu nó lưu thông á. Dạ. Co bóp để cho máu lưu thông. Mà bác sĩ yêu tập ở bên viện mà kiểu này nó không tập được. Liệt người. Người mình đi được xe lăn thì tập được, mình không đi được xe lăn cứ nằm chỗ thế này không tập bây được. Giờ mình đẩy hết cái cột sống mà đâu đi được đâu. Mình ngồi nó sao đi được. Tay nó còn hoạt động được sao đẩy xe lăn được. Lâu lâu chỉ cho nó yếu nữa. Yeah. Ngồi nó sợ ép thôi. Như thế này, bữa nay em tới á thì em cũng quay phim lại rồi em đưa tin rồi em đưa lên trên mạng á. Rồi em cũng có kêu gọi các mạnh thường quân ở các nơi á, nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình của anh. Có những mạnh thường quân nào họ giúp đỡ thì em sẽ tới em trao tận tay cho anh, rồi em sẽ quay clip lại em đưa lên để cho họ xem. Mà phần trước mắt á, thì em thì cũng không có bao nhiêu, thì em xin gửi em gửi tặng gia đình đó là 10 kg gạo. Rồi sau này có những mạnh thường quân họ giúp đỡ thì em sẽ mang tới sau. Rồi, bây giờ em xin phép em ra em lấy gạo nha. Yeah. Em thì không có bao nhiêu tiền nên là mỗi nhà em gửi tặng bao gạo vậy đó. Dạ. Rồi em cũng làm cầu nối để kết nối các mạnh thường quân á, rồi họ nếu mà họ thấy họ có thể giúp đỡ được á thì họ sẽ giúp đỡ, rồi có gì là em sẽ gửi cho anh chị. Em sẽ quay video lại các thứ. Đó. Rồi, vậy thôi anh nằm nghỉ nha. Dạ, em xin phép em về. Dạ.